Xin chào quý thính giả, Thanh Hà và Cao Nguyên sẽ đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong bản tin Post các quân sự quốc phòng ngày 9 tháng 7 năm 2023 của báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn và nền tảng Spotify của báo Quân đội Nhân dân. Sau đây là những nội dung chính, mời quý thính giả và các đồng chí cùng lắng nghe. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan đơn vị. Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng tàu chính quy mẫu mực. Ba Lan chuyển quân đến biên giới phía đông đối phó bất ổn. Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án dự án về quân sự quốc phòng, các chương trình kế hoạch của Thành ủy, ủy ban dân thành phố Hà Nội hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu chủ động nghiên cứu nắm chắc dự báo đánh giá đúng tình hình tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở giữ Vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu trọng điểm sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội thực hiện tốt chính sách đối với quân đội hậu phương quân đội thực hiện thông báo số 252 của Văn phòng Chính phủ ngày 29 tháng 6 năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm và công bố công khai cán bộ, nhân viên cơ quan đơn vị để xảy ra chậm trễ phiền hà Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động quy định, thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó kiên quyết chỉ ban hành thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh mới trong trường hợp thực sự cần thiết, bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp với chi phí tuân thủ thấp. Cùng với đó, chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với việc triển khai đề án 06 và chương trình chuyển đổi số quốc gia, tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện. Tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng tàu chính quy mẫu mực. Qua 3 năm thực hiện xây dựng tàu chính quy mẫu mực, các đơn vị tàu trong toàn quân chủng đã tích cực chủ động, chú trọng siết chặt kỷ luật công tác ngành, duy trì nghiêm các nền nếp chế độ công tác trên tàu. Chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tàu thuyền trang bị được nâng cao nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật, khả năng hoạt động đồng bộ cho trang bị, nhất là các loại vũ khí khí tài kết luận hội nghị phó đô đốc trần thanh nghiêm ủy viên trung ương đảng tư lệnh hải quân yêu cầu thời gian tới các đơn vị tàu duy trì nghiêm túc ngày kỹ thuật tuần tháng quý theo đúng quy định để không bỏ sót nội dung công việc tiếp tục đẩy mạnh có chiều sâu hơn nữa công tác xây dựng tàu chính quy mẫu mực góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao những năm qua, đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện thuộc nông lâm trường 461, đoàn kinh tế quốc phòng 338 quân khu 1 luôn phát huy tinh thần tiên phong sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích giúp chính quyền và nhân dân các xã khó khăn thuộc huyện biên giới Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực như cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, xây dựng các điểm dân cư, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dạy học cho học sinh cán bộ chiến sĩ và đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện nông lâm trường 461 đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm bám đường biên cột mốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trở thành điểm tựa vững vàng cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Theo Reuters, ngày 8 tháng 7, quân đội Ba Lan đã bắt đầu chuyển hơn 1.000 binh sĩ đến biên giới phía đông nhằm đối phó với sự hiện diện của máy bay chiến đấu thuộc Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner ở Belarus và tình trạng người di cư vượt biên trái phép vào Ba Lan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Marius Blaskerjak cho biết, hơn 1.000 binh sĩ và gần 200 thiết bị từ lữ đoàn cơ giới 12 và 17 đang bắt đầu di chuyển về phía đông. Đây là một minh chứng cho thấy chúng tôi sẵn sàng đáp trả những động thái gây bất ổn gần biên giới của mình. Ngày 7 tháng 7, một chỉ huy cao cấp của Wagner cho biết lực lượng thuộc nhóm quân sự tư nhân này đang chuẩn bị chuyển đến Belarus. Military <Nhạc> Rex <Nhạc> ngày 9 tháng 7 đưa tin nhà thầu quốc phòng Naval Group đã bàn giao tàu ngầm tấn công hạt nhân Berlin S606 cho Hải quân Pháp sau một giai đoạn chạy thử nghiệm trên biển và tàu ngầm poly hiện đã sẵn sàng được đưa vào triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trước đó tháng 6 năm 2020 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm Perli khiến mũi tàu bị hư hại. Nava Group là công ty thực hiện hợp đồng sửa chữa thay thế những bộ phận hỏng hóc do hỏa hoạn gây ra dưới sự quản lý dự án của cơ quan hỗ trợ đội tàu. Các bên liên quan đã tiến hành lắp đặt các thiết bị nạp lại phần lõi hạt nhân và nâng cấp hiện đại hóa một số hệ thống vũ khí tác chiến. Theo Mer New Agency, thông tấn Mer phát biểu tại một cuộc họp báo tại Tehran ngày 8 tháng 7, chuyển tướng Joseph Kobani, tư lệnh lực lượng không lục quân Iran, khẳng định lực lượng giới quyền đạt mức độ sẵn sàng chiến đấu cao bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông Joseph Kobani đánh giá cao các chuyên gia và kỹ thuật viên quân sự của Iran đã nỗ lực làm việc và sản xuất được nhiều loại linh kiện máy bay trực thăng. Ông cho biết Trực thăng chiến đấu của sư đoàn dù lục quân đã được trang bị vũ khí khí tài tối tân, trong đó có hệ thống nhìn đêm và tên lửa tầm xa có khả năng bắn và quên với độ chính xác cao. Những tên lửa tiên tiến này có thể tiêu diệt mục tiêu chỉ trong vòng 3 giây. Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.